lại Kona, hết content, lại lôi xe nhà ra để quay. Đúng là hết content thật. Nhưng mà anh em cứ bình tĩnh, đây không phải là một video đánh giá xe. Đây đơn giản là một vlog để chia sẻ lại hành trình của tôi cùng với chiếc xe này trong một năm vừa qua. Với nền tảng trải nghiệm ngày càng nhiều chiếc xe khác nhau, ngày càng được đi nhiều cung đường với nhiều tình huống giao thông khác nhau, thì Hyundai Kona 1.6 Turbo bộc lộ thêm những điểm mạnh yếu như thế nào. Năm qua tôi đã làm gì với chiếc xe này, những cái hành trình, những cái trải nghiệm của tôi với chiếc xe này có những gì đáng nhớ, đáng chú ý, thú vị. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ tất cả những điều đó với nhau trong video ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt 300.000 subscriber trước Tết âm lịch của năm 2023. Cảm ơn anh em rất nhiều vì một năm qua đã luôn đi cùng Mê Xe. Xin phép anh em, trời hơi lạnh nên là đút cái tay vào túi quần, chứ không phải là có ý gì hay là tỏ ra bất cứ một điều gì đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng quanh chiếc xe này, điểm danh từng cái sự thay đổi một, từng điểm một, và mỗi cái điểm thay đổi đó lại gắn liền với những câu chuyện, với những kỷ niệm cùng với chiếc Hyundai Kona này. Đầu tiên, ở phần đầu xe thì anh em sẽ nhìn thấy cái mặt ca lăng này, nhìn từ xa có vẻ là có gì thay đổi ghê gớm đúng không? Xe tôi là bản 1.6 Turbo thì nguyên bản cái mặt ca lăng này sẽ có cái viền mạ chrome ở xung quanh. Thì thay đổi rất đơn giản là tôi đổi cái mặt ca lăng của chiếc 2.0 tiêu chuẩn cho anh Nhàn ở hội Kona. Anh Nhàn ngày xưa là cố vấn dịch vụ của Suzuki Việt Anh ở dưới Yên Nghĩa nha. Sau đấy thì nhờ anh Nhàn sơn cái mặt ca lăng này thành toàn bộ là màu đen bóng. Logo nguyên bản là mạ chrome. Thì anh Nhàn có nói là cái logo kiểu đó thì sơn nó không bám màu, nên là tôi đã đặt hẳn một logo mới ở Sài Gòn về đâu đó khoảng 500-600 nghìn mà thay vào đây. Đấy thì nhìn toàn bộ cái đầu xe là một màu đen bóng. Lúc đó thì tôi cũng có ý tưởng là sẽ thay một cái mặt ca lăng mới cho chiếc xe này, nhưng mà quanh đi quẩn lại thì tôi thấy là kiểu đen xì hết như này là đẹp nhất, trông chiếc xe gấu khá là chiến và trông cá tính trẻ trung hơn rất nhiều. Tiếp theo, phần đầu xe này cũng có rất nhiều kỷ niệm này. Đây, cái đèn. Tôi đã từng chia sẻ với anh em rồi, đèn là cái nâng cấp mà tôi cho rằng là đáng giá nhất và nên làm nhất ở trên chiếc xe của tôi. Đến ngày hôm nay, thời điểm mà chúng ta quay video này thì cục đăng kiểm đã có văn bản hướng dẫn cụ thể rồi. Thay đèn LED này miễn là chỉnh cho cái chùm sáng không bị chói mặt, không bị chói cho người đi đối diện là đủ điều kiện để đăng kiểm nhá, chứ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu anh em mà xe nguyên bản mà là đèn halogen mà thay sang đèn bi LED như thế này chẳng hạn thì vẫn không được đăng kiểm nhá. Đèn gầm cũng vậy. Đèn gầm thì trong cái văn bản hướng dẫn mới nhất của cục đăng kiểm thì tôi không thấy nói về cái chuyện là có bị khác so với xe nguyên bản thì có sao không. Chỉ có cái lưu ý là phải chỉnh cho cái hướng chiếu của đèn gầm thấp xuống dưới đất và đèn gầm phải nằm ở dưới vị trí của đèn chiếu sáng chính là được. Thì các bác ở cục đăng kiểm tôi thấy là ra cái văn bản đọc đôi có những chỗ nó hơi tối nghĩa, hơi khó hiểu. Thì đấy là tất cả những ý hiểu của tôi về cái chuyện độ đèn ở trên xe. Thì cái đèn này tất nhiên là độ vào thì công dụng đầu tiên là để tăng khả năng chiếu sáng thôi. Đèn bây giờ rất sáng. Đèn gầm thì có 3 chế độ màu, và nếu mà đi sương thì bật sang màu vàng là giúp phá sương khá tốt. Cái đèn gầm cũ của Hyundai Kona là đèn halogen, cũng là đèn cũng có tác dụng phá sương rồi, nhưng mà tôi muốn là sáng hơn. Thực ra ban đầu thì vẫn giữ nguyên cái chóa đèn zin cơ và lắp cái bi này ở bên trong, nhưng mà một thời gian anh em ở bên Trung Auto chắc là xử lý không kỹ thì nó bị hấp hơi vào, thì sang bên đấy bắt đèn cái thì anh em bỏ luôn cái chóa zin và anh em tự đúc một cái khuôn nhựa mới và cắm cái đèn này vào. Nhưng bây giờ coi như là đây là cái bi mà nó lòi thẳng ra ngoài. Nói về chuyện độ đèn thì lắp bi gầm là một phương án đơn giản này, rẻ tiền và khá hiệu quả cho anh em muốn tăng sáng mà điều kiện tài chính chưa cho phép. Nhưng mà lắp đèn độ này thì có cái gì phải lưu ý. Đầu tiên là anh em nhớ là phải căn chỉnh cho cái tầm chiếu sáng thấp một chút. Thậm chí là tôi nghĩ anh em nên trao đổi với những người thi công đèn ấy là chỉnh thấp xuống hơn một chút nữa. Bởi vì cái đèn độ này rất là sáng nên là đôi khi nếu mà vẫn chỉnh cái hướng mà cùng với cái đèn zin ấy thì vẫn bị gây chói mắt cho người đi đối diện, nên là chỉnh thấp xuống hơn một tí nữa thì sẽ an toàn, sẽ văn minh hơn. Nhưng mà cái đèn này có nhược điểm gì? Trong năm qua thì tôi có một chuyến đi dài nhất là tôi chạy một mạch 6 giờ sáng ở Hà Nội đến 8 giờ tối vào đến Huế, gần như là chạy liên tục, chỉ dừng lại ăn, đi vệ sinh và đổ xăng thôi. Thì tôi có một cung đường từ khoảng lúc 6 giờ là tối rồi, 6 giờ đi khoảng
3 tiếng liên tục từ Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị rồi đến Huế này, tôi chạy một mạch thì mình đã đi cả ngày rồi, mắt mình mỏi mà. Sau đấy thì đi cái đèn này bật buổi tối ấy, và mình quan sát thông qua cái ánh sáng của đèn trong một thời gian dài liên tục ấy, thì rất là mỏi mắt, cảm giác nó bị chói, bị lóa, bị hơi khó chịu. Đi quãng đường ngắn thì không sao, và đi trong cái điều kiện sức khỏe tốt thì mình không thấy chói, nhưng mà đi trong đấy, trong cái hoàn cảnh cụ thể của cái chuyến đi của tôi ấy, thì tôi thấy là cái đèn này làm cho tôi bị khá là mỏi mắt. Thực ra thì cái này cũng dễ hiểu rồi, bởi vì tại sao những hệ thống đèn ở trên những chiếc xe như BMW, định giá đèn laser rồi đèn LED, thậm chí LED performance của BMW rất sáng nhưng mà không bị chói mắt. Nên anh em thấy là cái những hệ thống đó thì nhất giá trị của nó rất là cao, khoảng tầm 200 triệu một bộ đèn nếu mà tính theo giá của hãng. Và khi mà những cái đèn, những cái hệ thống lắp trên nguyên bản trên những chiếc xe đắt tiền như vậy thì từ cái chip LED này, từ cái việc nghiên cứu cái hệ thống ánh sáng, cái cách đặt sáng thì đã được họ tính toán rất là kỹ rồi. Nên là những cái đèn đó thì vừa sáng mà vừa không gây chói mắt. Nhưng còn những cái đèn kiểu hàng của Trung Quốc như này, anh em mua ví dụ như bộ đèn này giá thị trường của nó khoảng 9 triệu thì chắc là không mong chờ được gì nhiều. Cái tốt nhất mà đèn này có thể mang tới cho anh em đó là tăng khả năng chiếu sáng mà thôi. Rồi bây giờ nhìn cái cản này này. Đây, cái cản này cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Đó là cái chuyến mà chúng tôi đi offline hội Triton, Chi Tông. Anh em hội đấy hay gọi xe là Chi Tông. Ở Hòa Bình nhờ Hoàng nhờ. Ở Hòa Bình thì offline hội bán tải mà, nên là anh em tìm cái chỗ ở trên ít trên cao mà đường rất là xấu, rất ít người đi lại. Thì trước khi mà hôm đó thì anh em mê xe tham gia cùng lên đấy quay để làm video, thì đi chiếc xe này lên. Thì trước khi lên tôi nhìn thấy đường gập ghềnh sỏi đá, tôi đã gọi trước cho anh Nam là admin của hội Triton Chi Tông, hỏi là xe em là cái xe này có đi được không. Anh Nam bảo sedan cũng lên được em ạ. Thế là mình đi lên thôi. Đi lên thì thực ra anh em đi cũng cẩn thận, nhưng mà cái chỗ cái G ấy, nếu mà một cái G mà nhìn hai cái viền nó vát ra hai bên và nó to hẳn ấy thì anh em có thể nhìn thấy được. Nhưng đây là một cái G mà nó rất là gắt, tức là một đường thẳng này và cái G nó nằm thẳng đứng như này này thì gần như là không thể quan sát được. Lúc đấy nếu mà đi hơi nhanh một tí đi và đi thẳng xe thì nó vập một phát, và đúng là chiếc xe này bị vập một cái thì banh nguyên cái dàn cản trước này luôn và gãy cả cái giá của cái két nước làm mát, vỡ tấm chắn gầm. Sau đó thì về sửa xe một phát, vụ đấy là mất khoảng bao nhiêu nhỉ, 7-8 triệu gì đấy, cả thay giá đỡ két nước làm mát này, cả thay tấm chắn gầm này, và sơn gò lại cản. Thì gò lại cản này anh em nhìn kỹ nhá, là cái cản này bị sơn lệch màu. Đấy, khi mà anh Nhàn anh ấy không làm cố vấn dịch vụ của Suzuki Việt Anh nữa thì anh Nhàn ra mở gara tên là SK, thì tôi có mang xuống đấy sơn. Thì anh em thợ ở đấy là sơn bị lệch màu so với cái cản, nhưng mà chất lượng sơn khá ổn. Đấy, thì đây cũng là một cái trải nghiệm chưa tốt của tôi trong cái việc đi sơn xe năm vừa qua, bởi vì là anh em pha màu thứ hơi ẩu, nhưng mà thôi, sơn lên rồi bây giờ nó cũng không quá ảnh hưởng đến thẩm mỹ của xe, nên là thôi tạm thời cứ để kệ ở đấy đi. Rồi bởi vì là độ cái bi gầm này nên là khi mà cản này bị bung ra ấy thì bi gầm này cũng bị lệch hướng chiếu sáng, thì cuối cùng là lại phải đi căn lại. Nói chung là chỉ vỡ mỗi cái cản phía trước này thôi mà mất rất nhiều công đoạn, mất rất nhiều thời gian để xử lý cho cái xe trở lại được cái trạng thái như trước khi xảy ra vấn đề. Quay trở lại với chuyến đi offline hội Chi Tông thì đấy là lần đầu tiên mà chiếc xe của tôi báo quá nhiệt hộp số, bởi vì là phải đi đường xấu và dồn số liên tục thì quá nhiệt hộp số đến mức là tôi không dám đi nữa, và tôi phải để lại ở chân núi, tức là đang trên đường đi lên thì tôi để xe ở lại và nhờ xe bán tải khác trở lên. Đấy là lần duy nhất từ khoảng đến bây giờ bao nhiêu, khoảng 2 năm rưỡi đi xe mà hộp số của chiếc xe này bị báo quá nhiệt. Đấy là một trường hợp quá là hy hữu. Đấy, nói như vậy để anh em cũng thêm yên tâm về cái chuyện hộp số ly hợp kép 7 cấp khô, không những là trên Kona mà bây giờ một rất nhiều những chiếc xe khác ở phân khúc phổ thông cũng đã sử dụng loại hộp số này rồi. Và hộp số này thì có những ưu điểm gì tôi đã nói với anh em ở video đánh giá với chiếc xe này từ cách đây khoảng 5 rưỡi rồi. Còn nhược điểm đấy thì bổ sung thêm một cái trường hợp như vậy
để anh em có cái lưu ý. Không biết là quan sát từ xa như vậy thì anh em có thấy là chiếc xe này đang khá bẩn không? Thực ra thì tôi cố tình để bẩn chút để quay cho anh em xem ấy. Thì ra đến ngày hôm nay sau khi mà đi một số cái mẫu xe khác nhau và sử dụng chiếc xe này khoảng 2 năm ấy, thì tôi có một cái kết luận. Đấy là chọn sơn màu bạc ấy, là cái màu bền nhất trong tất cả những màu sơn xe luôn. Anh em có cái màu nào bền hơn màu bạc không? Hãy comment ở phía bên dưới nhá. Màu trắng thì dùng một thời gian sẽ bị xỉn màu, chưa kể là khi mà sơn xi lại thì rất dễ bị lệch màu. Màu đen thì tôi đi cái chiếc Camry tôi hiểu cực kỳ bụi luôn. Mình vừa rửa xe xong mình đi một vòng quanh phố, về cái là nhìn xe cứ như từ dưới đất móc lên, bụi nó bám vào màu đen thì trông rất là lộ. Đấy thì màu này hơi già nhưng mà để mà dùng lâu năm thì tôi thấy là màu bạc vẫn là một cái màu khá hợp lý nhá. Không phải vì xe mình màu bạc mà mình nói vậy đâu. Rồi tiếp tục đi sang phía bên hông đi. Đây, phía bên hông thì đây, cái đợt mà tôi xuống tôi đổi cái mặt ca lăng cho anh Nhàn ấy thì tôi cũng nhờ anh Nhàn là sơn lại các cái toàn bộ ốp nhựa của xe sang cái màu đen nhám. Sang màu đen nhám thì nhìn xe nó khỏe hơn. Cái màu gốc của phiên bản 1.6 turbo này là cái màu hơi nhờ nhờ mắm tôm, mà xe tôi lại màu bạc nữa nên cái màu nhờ nhờ mắm tôm kết hợp với màu bạc thì nó không được nổi, thì tôi thích cái ốp đen. Thực ra là cái ốp đen của Kona này lúc thời điểm ra mắt là rất nhiều người chê, nhưng mà cá nhân tôi lại rất là thích cái ốp đen kiểu này, trông chiếc xe khỏe và nó có điểm nhấn. Và tôi muốn làm nổi bật hơn cái điểm nhấn này thì tôi sơn thành màu đen nhám. Tuy nhiên ấy, với một cái mặt sơn đang bóng nhá mà chuyển sang màu nhám ấy thì đòi hỏi là thợ phải xử lý, phải mài đi cái sơn bóng rất là kỹ càng thì cái sơn đen nhám này mới bám được. Thì đến thời điểm hiện tại là sơn sau khoảng 1.5 năm thì cái màu đen nhám này bị bạc đi khá nhiều. Bị bạc, bị nhờ nhờ đi. Chắc là sắp tới thì tôi sẽ sơn hết lại tất cả cái phần đen ở quanh xe thành màu đen bóng. Thì trông chiếc xe bảnh bao hơn. Đấy. Anh em đặc biệt lưu ý nhá, sơn cái màu nhám cũng phải tìm chỗ sơn chất lượng, xử lý kỹ càng, không có là chỉ một thời gian ngắn thôi là nó bắt đầu bị bạc màu, trông rất là nham nhở. Mâm xe thì vẫn là mâm zin thôi. Tôi đang thích thay mâm, cũng đang muốn thay mâm nhưng mà chi phí để đầu tư cũng khá cao. Thay mâm vớ vẩn, trôi nổi, rẻ tiền thì sợ ảnh hưởng đến an toàn. Còn thay mâm mà để dùng được thì chiếc xe này tôi xem một vài cái loại mâm tôi thích thì rơi vào đó vào 6 triệu một cái. 6 x 4 24, loanh quanh cũng 20 mấy triệu để thay mâm. Chưa kể là thay mâm mà cái lốp này cũ rồi, tiện thể thay lốp luôn. Thay lốp loại tèng tèng kiểu hãng này hoặc là hãng của thương hiệu của Kasumina ấy thì cũng phải 2 triệu một quả, 2 triệu hơn 2 triệu một quả. Còn nếu mà thay lốp Bridgestone, thay Michelin thì phải 5 triệu đấy, 5, 4, 20 nữa, loanh quanh 50 triệu để thay mâm với cả thay lốp. Thì đấy mình cũng đang phải cố gắng tích góp để có thể thay được. Nhưng mà đây, cái lốp này là lốp nguyên bản theo xe này, đến bây giờ là 2.5 năm này. Thì hôm trước tôi đi bảo dưỡng có nhờ anh em ở bên Hyundai Long Biên, họ đo giúp cho là các cái thông số của lốp này, cái độ dài, độ dày của gân lốp rồi các thứ. Nói chung là đánh giá lại cái lốp này xem còn dùng được không. Thì anh em kết luận là vẫn dùng được, chưa cần phải thay. Thì mới thấy là cái lốp này cứng. Anh em tôi cũng đã nói rồi, lốp của Kona rất là cứng, rất là sóc. Nhưng mà cứng thì đổi lại với việc bền. Xe này thì cũng đi chả bao giờ giữ gì gì đâu. Phóng nhanh, phanh gấp, đi đường đèo núi rồi. Tôi có hay có cái kiểu thỉnh thoảng đường thoáng ấy. Tất nhiên đường thoáng và an toàn nhá. Mình vào cua mình lại éo một cái, xe kít 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 một cái. Thì bây giờ cái lốp vẫn, tức là đánh giá kiểm tra bằng thợ kiểm tra rồi nhá. Mà mình nhìn bằng mắt thường thì nhìn các cái gai lốp rồi những cái vân ở đây trông vẫn đang còn rất là dày dặn. Đấy thì được cái này mất cái kia thôi. Tôi nghĩ là nếu mà thay kiểu Michelin chẳng hạn vào đây thì nó êm hơn rất nhiều. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không bền được như cái lốp này. Bởi nhìn Michelin rất là mềm. Thì đấy nhờ. Đấy, hôm xuống anh nhà thì sơn cái nóc này sang màu đen này. Gần như là ID Kona cũng sơn nóc màu đen bởi vì đẹp, hợp lý. Và xe Kona nó có cái nóc này nó tách biệt hoàn toàn với phần sơn ở bên dưới. Tức là tôi thấy một số anh em đi Tucson đời cái form trước ấy, cũng một số người cũng sơn cái nóc đen, nhưng mà bởi vì cái nóc của xe Tucson và cái phần sơn ở bên dưới ấy, nó liền vào với nhau, nó không có những cái điểm chia cắt như này nên là anh em toàn tự chia. Đấy thì nó không được hợp lý lắm. Nhưng tôi thấy Kona này sơn màu đen là đẹp nhất. Cũng có người nói rằng là sơn cái này thì mùa hè nóng hơn, nhưng mà thực ra thì tôi thì chưa đo, nhưng mà để mà nói là nóng hơn thì chắc là nó chỉ nóng ở cái bề mặt thôi này. Quan trọng là có nóng bên trong xe không thì theo tôi cảm nhận chủ quan là không bị. Có nhiều người hỏi tôi là tại sao không thay cái anten này thành anten vây cá.
Thứ nhất là thay cái anten vây cá này, nếu mà hàng Trung Quốc kiểu mấy trăm nghìn cái tấm nhựa ốp lên ấy thì không nói, cái đấy thì chắc chắn là tôi sẽ không thay. Thay cái hàng chuẩn của Hàn, của Mobit ấy thì nó rơi vào hơn 2 triệu thì nó cũng, tôi thấy là nó cũng không xứng đáng để đầu tư lắm. Nhưng cái quan trọng hơn cả là tôi lại thích cái anten này. Thế mới lạ chứ. Không, tất nhiên mình tiếc tiền là một chuyện, nhưng mà mình thấy cái anten này khá hợp với xe và thay vây cá vào cũng chả đẹp hơn, thậm chí là còn xấu hơn cái anten này. Tiếp tục bước ra phía sau thì năm vừa rồi mình cũng thú thực với anh em là cũng bận rộn nhiều thứ rồi, cũng làm một số những chiếc xe khác như Camry để tặng anh em chẳng hạn, nên là cũng không quá quan tâm đến cái xe này đâu. Thì tôi đã nói rồi, cái phần đằng sau này sẽ là vị trí mà để dán tất cả những thứ gọi là kỷ niệm của mình trong cái hành trình sử dụng xe, trong việc giao lưu với những anh em ngành xe, những anh em độ xe, các thứ. Thì cái này là đợt dịch đi Hải Dương với hội Kona để chở hàng cứu trợ này. Thì đây là cái số để đánh dấu xe này, xe số 6. Thì tôi cũng để đây, một kỷ niệm rất là đáng nhớ này. Logo mê xe thì luôn luôn ở vị trí đó rồi. Thật ra bên nhìn thế này là nó ở bên trái, kiểu ở vị trí của team ấy. Thì mình thích dán ở chỗ này. Đây là logo của hội Kona này. Tú Grab ở bên chỗ anh Trần Khánh Duy, chuyên làm Tech Grab, và bây giờ anh ấy có mở cửa hàng ở chỗ mới rồi, chỗ Nguyễn Văn Lộc ấy, Nguyễn Văn Lộc Hà Đông ấy. Thì cũng lâu lâu rồi không qua đấy. Ngày xưa anh tôi dán cái này từ cái đợt mà sang bên anh Tú để nhờ anh Tú dán chiếc Fadin màu hồng tặng chị Giang ấy, mà chúng ta cũng làm video rồi thì dán luôn Tú Grab ở đây. An Detailing Service là của anh Nam. Anh Nam là admin của Autofun. Anh Nam mở một cái cửa hàng đây, thương hiệu spa rửa xe, chăm sóc xe ở ngay gần nhà tôi, ở đầu Nguyễn Văn Cử luôn. Gần như là bây giờ tôi toàn đi ra đấy rửa xe thôi. Giá ở đấy thì cũng cao. Rửa cái xe này cũng phải loanh quanh 200 nghìn một lần, nhưng mà rửa rất kỹ. Và mình rửa chỗ kỹ quen rồi ấy, thì mình cũng không muốn đi rửa những chỗ 5-60 nghìn thì không nói nhá. Kể cả chỗ 100 nghìn bây giờ mình cũng không muốn rửa nữa. Mình cũng rửa chỗ ở An này quen rồi. Anh em rửa rất lâu, chung tiền nào của nấy thôi, cũng chả nói là đắt rẻ được. Đây anh em nhìn thấy nhá. Tại sao tôi nói là cái màu đen nó bẩn này, anh em nhìn cái mảng đen này, rồi nhìn cái mảng màu vàng này, trông khác hẳn nhau luôn. Màu vàng nó không bị lộ, nó sạch sẽ như màu trắng. Nó sạch sẽ gần như màu trắng luôn, và không bị bẩn như màu đen. Đấy, tiếp tục là cái ưu nhược điểm của màu bạc so với màu đen và màu trắng. Bên này là xe của Năm, là một chương trình của Autofun kết hợp với ô tô Sài Gòn. Bây giờ thì có nhiều xe của Năm, có của VN Express, có Car Choice Award của Auto Pro. Anh em nghĩ sao về một giải xe của Năm do cộng đồng các YouTuber bình chọn? Chương trình dạng xe của Năm càng nhiều người làm càng hay thôi. Quan trọng là tiêu chí đánh giá như thế nào và mang lại giá trị tham khảo như thế nào cho người dùng mà thôi. CNT Casva là bên chỗ anh Chính, anh Công ở chỗ Trung Văn, mà các anh ấy bây giờ hiện tại đang làm phim cách nhiệt photo sinh và loa MTS là hai sản phẩm nổi bật nhất. Anh Công thì hiện tại đang là chủ tịch của hội nội thất ô tô, sếp rất to. Bên này thì anh em cũng có kinh nghiệm lâu năm rồi, làm rất uy tín. À đây, chỗ này là ngày xưa là cái tem của photo sinh này, phim cách nhiệt. Năm vừa rồi thì tôi đã bóc toàn bộ phim Vicool và đổi sang phim photo sinh. Tất nhiên là cũng là để trải nghiệm cái sản phẩm để có thể review cho anh em. Nhưng mà một phần là bởi vì cá nhân tôi cho rằng là photo sinh cũng là một thương hiệu phim chất lượng tốt, thực sự đem lại cái hiệu quả khi mà sử dụng xe ở trong mùa hè, nên là tôi quyết định đổi sang. Nhân tiện nhắc về câu chuyện phim cách nhiệt thì quan điểm tôi như này. Thực ra bây giờ ở trong cùng tầm giá, anh em cứ chơi gói cao cấp nhất đi. Gói cao cấp nhất cho chiếc Kona này nó loanh quanh khoảng 20 triệu. Xe to hơn thì khoảng từ 20 đến 25 triệu tùy xe. Thì anh em có dán photo sinh, anh em dán Vicool, dán 3M, dán S-Tech, dán Hooper Optic, rồi các thể loại phim gì đấy, thì tôi nghĩ là cái hiệu quả cách nhiệt gần như là như nhau. Có thể chênh lệch, nhưng mà cái chênh lệch nó không đáng kể. Cái mà tôi nghĩ là anh em nên quan tâm nhất khi mà đi dán phim cách nhiệt là gì? Đó là tìm đến thương hiệu có uy tín. Uy tín ở đây là lắp đặt, bảo hành và cái sự đồng hành với khách hàng. Ví dụ như ở bên photo sinh là thi công thì không phải lo nhé, bởi vì toàn những anh em có kinh nghiệm rất lâu năm rồi. Anh Công là người làm trong ngành nội thất đâu đó loanh quanh khoảng phải đến mười mấy năm rồi.
Nhưng cái quan trọng hơn cả là ví dụ như PhotoSync là được bảo hành trọn đời cho tất cả các chỉ số của phim. Đấy, yên tâm không? Các hãng khác thì cũng 10 năm rồi, mà 10 năm mới trọn đời thì để nghe thì trọn đời là hơn. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ 10 năm nó cũng gần như là trọn một đời xe mà anh em đi rồi. Hay là ở bên S-Tech ấy, thì thi công rất chuẩn này, và họ có chính sách là đồng hành. Tức là nếu mà anh em dán phim S-Tech này bị tai nạn vỡ kính chẳng hạn, thì bên đấy họ sẽ hỗ trợ để dán lại miễn phí. Đấy là những yếu tố mà tôi nghĩ rằng là anh em nên cân nhắc, nên chú ý tới khi mà dán phim cách nhiệt, hay rộng ra là làm bất cứ cái gì cho chiếc xe. À, năm vừa rồi tôi còn lắp cái cúp điện. Đấy, anh em thấy cái cốp điện độ thì bởi hàng độ mà không thể mong chờ được quá nhiều. Thứ nhất là nó lên không mượt, anh em nhìn thấy không? Chậm này, không mượt này, và cái tiếng kêu ro ro. Nghe cái là biết ngay cốp độ. Đây là cái cốp Perfect K hàng Thái Lan. Tôi lắp ở bên chỗ anh Trung Đồng Nát. Thì cái cốp này bởi vì là nó được làm cho nhiều loại xe khác nhau ấy, nên là với mỗi cái xe thì thợ lại phải điều chỉnh cái độ thụt ra thụt vào của cái ti cốp. Chính vì cứ mỗi xe lại điều chỉnh một kiểu nên đôi khi cái này không chuẩn. Và khi mà cái độ dài của cái ti cốp này điều chỉnh không chuẩn thì rất dễ xảy ra tình trạng là cốp nó bị kẹt, đôi khi nó không xuống. Thì lúc mà tôi mới lắp cái cốp điện này thì một thời gian đầu chưa chuẩn ấy, là thỉnh thoảng là bấm nó không xuống. Bây giờ thì mượt rồi. Khoảng nửa năm trở đây xuống giật khó chịu. Ban đầu mình chưa lắp cái cốp này thì mình nghĩ là cũng chả cần thiết, mình dập cái cho xong, mình đi một mình, nhưng mà nói chung có cũng sướng, nó tiện và rất là sang. Khi đôi khi mình chở người khác đi ấy, thì mình ngồi trong xe mình bấm cho cốp mở ra, mọi người lấy đồ xong mình lại tự điều khiển cái cốp nó đóng vào, mọi người không cần quan tâm đến việc đóng mở cốp nữa. Và đặc biệt là với một chiếc xe như Kona thì cốp hay cửa là phải đóng rất mạnh tay thì mới vào, thì có cốp điện tiện hơn rất nhiều. Đây em nhìn thấy bạc này, cái nhựa này bị bạc, nhựa sân này bị bạc, rất khó chịu. Rồi ở phía bên ngoài cơ bản là như vậy, những câu chuyện rồi. Hyundai Đông Đô thì có một đợt là tôi có một trải nghiệm không tốt ở đây lắm. Là hôm ông đấy, ông cố vấn dịch vụ, ông ấy kê nhiều thứ quá. Tôi nhớ là cái cấp bảo dưỡng đó, tôi bảo dưỡng khoảng cấp 2 thôi. Cấp 2 mà theo như trên khuyến cáo của Hyundai Mi, cái ứng dụng của Hyundai ở Việt Nam ấy, thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất là cấp bảo dưỡng đó mất khoảng 1,2 triệu. 1,2 triệu thì phải. Thì hôm đấy vào ông anh kê lên 5 triệu. Thực ra thì mình rất hiểu cái việc là ủng hộ anh em làm cố vấn dịch vụ, bởi vì thực ra những cái anh em tư vấn thêm là cũng là tốt cho xe của mình thôi, chứ cũng chả có gì gọi là xấu xa cả. Nhưng mà ví dụ khuyến cáo của hãng khoảng 1,2 triệu thì tôi nghĩ là anh em kê khoảng 2 triệu thôi thì hợp lý. Chứ bây giờ khuyến cáo 1,2 triệu kê cho người ta cái hóa đơn khoảng 5 triệu thì tôi thấy là không happy lắm. Mình cũng chả phải là đến đấy để mình tỏ ra nguy hiểm gì cả. Những cái mà họ kê thêm rồi những cái mà đổ thêm thì mình hoàn toàn biết là công dụng của nó tới đâu và thực sự nó phục vụ thế nào cho xe, nhưng mà mình cũng không phải tỏ ra nguy hiểm mấy cái đó làm gì cả. Mình cũng ủng hộ anh em đấy, bởi vì đấy là công việc, ai cũng có công việc cả. Nhưng mà ở đấy kê hơi bị lố ấy, nên tôi cảm giác không thoải mái lắm. Thì sau đợt đấy thì tôi cũng một vài lần tôi cũng không đến Hyundai Đông Đô, nhưng sau đấy thì quanh đi quẩn lại, bởi vì nói chứ đi một loạt các showroom của Hyundai khác nhau ấy, nhưng cuối cùng đến Đông Đô mình vẫn thấy yên tâm, bởi vì là nhìn cơ sở vật chất ở đó rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, chuyên nghiệp, thì đấy cũng là một cái rất là yên tâm. Thì anh em đi sửa xe, đi bảo dưỡng xe cũng nên tìm tới những cơ sở như vậy, kể cả ở chính hãng hay là ở phía bên ngoài. Bởi vì là chất lượng thế nào chưa biết, nhưng xưởng to, cơ sở vật chất đàng hoàng, thợ thuyền nhìn chỉn chu, ăn mặc tử tế là biết là đấy là nơi làm việc chuyên nghiệp rồi. Chứ nhìn nhiều nơi trông không được chuyên nghiệp ấy, mà mình nếu mà không phải là người quen của mình hay là mình chưa có những trải nghiệm trước đó thì cũng chả biết được như thế nào một lần. Đấy thì cái đấy cũng tùy quan điểm của mỗi người thôi nhá. Giống như hôm tôi sang bên Quang Đức để tôi sơn chiếc Camry thì tôi cũng bảo là thực ra tôi cũng chưa biết là chất lượng ở bên Quang Đức như nào, nhưng mà tôi nhìn thấy cơ sở vật chất to, thấy nhiều người sử dụng dịch vụ ở đấy thì tôi cũng vào thôi. Thì cũng nhiều anh em bảo là gara to nhưng mà chất lượng không tốt thì cũng thế thôi, thì phải trải nghiệm mới biết được.
gần đây tôi lại còn bị vỡ cả cái kính lái nó mới đen anh em ạ. Không hiểu sao mà vỡ cả kính lái luôn. Mà cái này tôi còn không biết bởi vì xe tôi có cho mượn. Cho mượn về thì tôi cũng không để ý bởi vì hôm đấy cái kính nó bẩn. Sau hôm tôi đi rửa xe. Tôi đi rửa xe xong 2 ngày sau tôi mới nhìn ra được cái vết này nhá. Tôi dự đoán ấy, đây là do anh em đỗ xe dưới gốc cây. Tức là hôm tôi cho anh bạn tôi mượn ấy thì anh bạn tôi đỗ dưới gốc cây xong rồi kiểu một cái quả quả như quả ổi hay là quả cau gì đấy rơi vào đây này. Bởi vì nếu đây là gạch hay đá bắn ấy, hay là bị đập ấy thì cái vết xước nó không thể nào mà nó mảnh và nó nhẹ như này được à. Tức là cái gần như ấy. Thực ra thì để bảo là không ảnh hưởng đến an toàn thì không đúng, nhưng mà cái vết nứt này tôi gần như là nó rất là nhẹ. Nếu mà kiểu là cố để mà đi thì cũng chả sao, cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều đến cái an toàn ở bên trong xe cả. Đấy thì bây giờ xe tôi thì có bảo hiểm, thay cái kính này thì cũng chả có gì làm tôi phải quá là suy nghĩ về cái chi phí bỏ ra cả. Nhưng mà ấy, thay kính không mất tiền nhưng mà phải dán lại phim cách nhiệt này. Phim cách nhiệt mà cái tấm kính lái thường là cấm xịn nhất tầm 6-7 triệu. Và phải căn lại cái mobile eye. Rất mất thời gian, phiền cực kỳ luôn. Mà đợt này là đợt cuối năm, năm hết Tết đến rồi nên là thực ra thì tôi dự định của tôi là ra Tết tôi mới làm. Bởi vì bây giờ cái gì cũng đông đúc, tâm lý là thôi cuối năm để đi sơn lại xe một vòng, đi sửa xe để ăn Tết cho đẹp, cho chỉnh chu thì thôi mình tránh cái thời điểm đông người ra. Thì tôi sẽ đi đến ra Tết thì tôi sẽ đi thay. Đùa, đen thế không biết. Cái kính này, trong năm vừa rồi thì tôi có đi spa ấy, tôi có đánh bóng lại một lần. Không biết là cái quá trình đánh bóng đó thì nó có ảnh hưởng gì đến cái bề mặt kính hay không. Nhưng mà xe tôi nhá là không thay được gạt mưa sương mềm. Nó cứ bị kẹt thôi. Hôm tôi lên hội Kona tôi hỏi ấy, thì anh em hội Kona bảo là xe của các anh em là dùng cái gạt mưa sương mềm vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Tôi tưởng là do cái cấu tạo của cái cần gạt mưa nên là gạt dùng sương mềm ở trên xe tôi nó bị kêu cơ. Thì đấy, không biết là có phải do đánh bóng kính không hay là do cái hệ thống gạt mưa của xe tôi đang có vấn đề. Tôi đã thay thử Heiner này, thay cả Boss này, thay Vista này, giống nhau hết, tất cả lắp lên đều bị kẹt. Nên là nói là do chất lượng của gạt mưa thì không phải. À đấy, gần đây thì tôi đang phối hợp cùng với cả anh Hiền ở bên Hiền Trương Auto phân phối gạt mưa Vista. Và hôm tôi cũng đã thông báo với anh em rồi là mỗi đơn gạt mưa Vista thành công mà anh em mua ấy, thì tôi sẽ trích ra 10.000 để lập thành cái quỹ. Thì bây giờ cũng có vài chục người mua rồi, nhưng mà mấy vài chục người mua thì quỹ đang còn hơi bé. Nên là nếu anh em cần có nhu cầu gạt mưa thì anh em cứ thử trải nghiệm Vista xem sao. Chất lượng thì tôi nghĩ là chắc chắn là hơn hàng trôi nổi rồi. Và tôi đã lắp thử một bên là gạt mưa của Boss, một bên là gạt mưa Vista. Thì bây giờ mà bảo khác cái gì thì thú thực là tôi chả biết là gạt mưa Vista với gạt mưa Boss khác gì nhau luôn. Về chất lượng cùng cái gạt mưa sương mềm Vista là 500.000, còn của Boss là loanh quanh đâu đó khoảng gần 1 triệu. Đấy thì anh em nếu có nhu cầu gạt mưa thì có thể mua thử gạt mưa Vista xem sao. Bởi vì có chính sách một đổi một trong vòng 6 tháng hay 1 năm nhỉ, mình không nhớ nữa. Ơi rồi. À, xe này tôi còn lắp thêm cái đề nổ từ xa. Mà đề nổ từ xa này là loại rẻ tiền, đâu đó khoảng 2 triệu thôi. Thì chỉ có mỗi chức năng là đề nổ từ xa thôi. Bấm 3 lần nút khóa là xe sẽ đề nổ. Những cái đề nổ từ xa này nó lấy tín hiệu vào cái hệ thống đề và cái khóa cửa, nó rất là đơn giản thôi. Nên là bây giờ nếu mà đề nổ từ xa ấy, thì muốn mở cái xe lên này là phải rút cái chìa khóa cơ ra. Không hiểu mình để cái chìa khóa ở đâu luôn. Phải rút chìa khóa cơ ra để mở cửa. Đấy thì có mỗi bất tiện đấy thôi. Cơ bản thứ nhất là rẻ tiền, thứ hai là mình cũng chỉ cần chế độ đề nổ từ xa thôi và mình cũng không phiền lắm với việc là phải rút chìa cơ ra để mở cửa. Nên là mình lắp. Thay vì lắp bộ Mikey cho xe này nó 7 triệu đấy, không rẻ đâu. 7 triệu để đề nổ từ xa nên là thôi mình lắp bộ 2 triệu đấy cũng hợp lý. Nếu anh em nào mà chỉ cần đề nổ từ xa, đặc biệt là mùa hè hay mùa đông cũng rất cần này, mùa đông. Mùa hè thì rõ ràng là để điều hòa mát xe rồi. Nhưng mà mùa đông ấy thì thường là đợi xe khởi động nóng máy hơi lâu. Nên là tôi đi xuống hầm nhá, thì tôi ví dụ xe của tôi để tít ở xa kia, tôi bấm đề nổ cho xe nổ sẵn đi. Thì mình đi bộ từ cái đoạn mà mình từ đầu hầm đến vị trí của xe là gần như là động cơ cũng khởi động xong, máy cũng nóng lên và có thể di chuyển được ngay. Thì cái tiện lợi của đề nổ từ xa là như vậy. Ở bên trong thì năm vừa rồi chả lắp thêm gì.
À, thay cái màn hình này. Màn hình của OLED Pro mã X5S liền camera 360 độ. Mã này thì không nổi lắm bởi vì thường ở bên OLED, bên chỗ anh Trung Đồng Nát ấy, thì anh em thường lắp là đến X4S thôi. X4S cấu hình thấp hơn cái này một chút. Giá của X4S thì khoảng 12 triệu. Còn giá của X5S một bộ này là khoảng 15 triệu. Thì tại sao tôi lại lắp? Bởi vì thứ nhất là có để trải nghiệm thêm cái camera 360 độ. Và camera 360 độ mà làm liền với màn hình Android thì rất nét, nét dã man luôn. Nét chả khác gì xe tiền tỷ, rất nét. Để và nói vào cái trải nghiệm thực tế thì camera 360 độ hỗ trợ rất nhiều. Đặc biệt là trong việc mà anh em lùi xe vào điểm đỗ, ghép ngang. Ghép ngang của camera 360 độ rất tiện. Tuy nhiên thì tôi lắp cái màn hình này vào cuối cùng cũng chỉ để dùng cái Apple CarPlay không dây thôi. Rất tiện. Bước lên xe cái là tự động kết nối, chả phải cắm dây dợ gì cả. Thực ra thì tôi vẫn cắm dây thôi. Nhưng mà đây, như anh em nhìn thấy là cái cục, cái củ sạc này là cái củ 65W của Xiaomi, sạc cực nhanh luôn. Sạc được cả MacBook, 65W là sạc được cả MacBook. Cắm đầu tai C này vào là sạc được. Thì lên xe là tôi cứ cắm thôi. Nhưng mà bởi vì cái nếu mà dùng cái màn hình zin cắm Apple CarPlay thì phải cắm một cổng USB thì sạc không thể nhanh được bằng cái sạc này. Nên là đấy là lý do tại sao mà tôi muốn là có Apple CarPlay không dây. Chưa kể là màn hình này to hơn này, kích thước lớn hơn và độ nét tốt hơn rất nhiều so với màn zin. Nhưng lắp cái màn hình này thì có nhược điểm gì và anh em cần lưu ý gì? Như anh em được biết là bản chất màn hình Android là một cái máy tính bảng được đặt ở trên xe, chứ không phải là một phần màn hình được thiết kế chuyên dụng dành cho ô tô. Vậy thì nó sẽ nảy sinh ra vấn đề gì? Đó là cái độ ổn định, thiếu đi độ ổn định. Tất nhiên là còn tùy vào phần mềm nữa, nhưng mà nhìn chung là tôi trải nghiệm rất nhiều sản phẩm màn hình Android của nhiều hãng khác nhau rồi. Thì cơ bản là phần cứng thì giống nhau nhá, phần mềm thì khác nhau một chút, nhưng mà cái gốc của nó vẫn là trên cái nền tảng của Google thôi. Mà nền tảng của Android thì đây, cái này lại lạ bàn, nhưng mà nền tảng của Android thì tôi đánh giá là luôn luôn thiếu ổn định so với nền tảng của iOS. Đấy là vì sao mà tôi dùng iPhone mà tôi không thể đổi được sang Samsung các thứ, là tôi không dùng được. Thì anh em thấy thế nào thì comment. Cái màn hình này dùng hàng ngày thì không sao, đi đường ngắn thì không sao. Quay trở lại như tôi đã nói phần trước rồi, tôi đã có một chuyến đi rất dài liên tục. Hôm đấy là tôi chạy 6 giờ sáng từ Hà Nội chạy thẳng vào Huế là 8 giờ tối, thì gần như là đấy tôi đi liên tục. Mà hôm đấy lại còn là tháng 5 trời nóng. Thì cái màn hình này trong một thời gian dài liên tục như vậy và ánh nắng còn chiếu vào nữa là nó bị nóng thì bắt đầu nó lag, không dùng được. Thậm chí là màn hình nó còn bị tối đen đi, rồi độ phân giải nó nhòe. Đấy là sự thiếu ổn định đầu tiên khi mà sử dụng trong thời gian dài liên tục. Màn zin chắc chắn là không bị. Và cái thứ hai là kể cả không sử dụng trong thời gian dài liên tục thì màn hình này thỉnh thoảng là nó vẫn bị gặp lỗi. Và cái lỗi khó chịu nhất là gì? Là nó không kết nối Apple CarPlay không dây với cả điện thoại. Thì mình lên mãi nó không kết nối và nó cứ đơ đơ lắc lắc, thì mình lại phải reboot nó lại. Tất nhiên là với màn hình ở cấu hình cao này, RAM 3GB, ROM 64GB như chiếc màn hình này, cao ở thời điểm tôi lắp nhá. Còn bây giờ thì tôi cũng không rõ là thế giới màn hình Android thì đã có gì thay đổi về cấu hình rồi. Màn hình này tôi đánh giá là ở mức độ khá mượt rồi, nên là cũng hạn chế được khá nhiều cái độ giật lag. Thì nếu mà lắp màn hình Android thì tôi khuyên anh em là thực ra cái này tùy túi tiền thôi, nhưng mà nếu mà lắp được những màn hình cấu hình cao là tốt nhất. Mượt, màn hình này mượt này, rất là mượt. Giật lag vẫn có nhưng mà chung là ổn định. Apple CarPlay không dây rất sáng và rất nét này. Và tôi lắp cái màn hình này tôi chỉ dùng Apple CarPlay không dây thôi, không dùng các tính năng khác, xem YouTube hay là làm bất cứ gì đó trên màn hình này là tôi không làm, không sử dụng luôn. Gần như là mặc định bước lên xe là sẽ kết nối Apple CarPlay không dây, và tôi chỉ dùng tính năng đó thôi. À, với màn hình Android này thì chúng ta có thể tận dụng thêm để dùng những ví dụ như về map S2 là một phần mềm dẫn đường rất là ưu việt và phải có màn hình Android thì mới dùng được. Thì đấy là cái lợi ích duy nhất mà tôi khai thác ở trên màn hình Android này. Gì nữa nhá? Chả lắp gì nữa. Đây vẫn là cái máy thần thánh tôi đã nói rất nhiều rồi. Và tôi rất thích cái máy này. Rất thích cái máy này. Bây giờ thì có trend là ion hóa không khí, lắp cái nước hoa mẹt. Thì cái bộ đấy cũng không đắt. Tầm 5-6 triệu thôi.
thì có thể anh em có thể lắp cái bộ đấy thì cũng có ion hóa không khí luôn, nhưng mà cái này rất hiệu quả. Nhưng cũng không rẻ đâu nhá. 2 triệu, hơn 2 triệu mà bây giờ còn không có hàng để mua. Tôi rất thích. Mobile Eye thì luôn luôn là một sản phẩm hàng hiệu mà tôi luôn đánh giá rất cao. Không cần phải nói quá nhiều nữa, chỉ đơn giản như này. Tôi đang đi cái xe có màn hình, có hệ thống cảnh báo va chạm của Mobile Eye, và đi sang cái xe không có là mình thấy thiếu ngay. Nếu mà để cho tôi chọn là bây giờ chỉ được để lại một thứ duy nhất lắp thêm ở trên xe thôi, thì tôi sẵn sàng bỏ máy lọc không khí, bỏ màn hình Android, thậm chí là bỏ cả đèn để giữ lại cái này. Rất hay. Và nó cũng đắt mà. Nó loanh quanh khoảng 13-14 triệu. Không biết là bây giờ thì giá có rẻ hơn không. 13-14 triệu để đổi lại một tính năng mà sẽ rất khó thể có thể diễn tả bằng lời. Nhưng mà nếu anh em có điều kiện thì dùng thử xem. Đồ của Intel mà, đồ xịn ấy, và thực sự là đáp ứng rất là tốt. Còn lại thì cũng chả có gì nữa. Mọi thứ vẫn bình thường, đi bảo dưỡng định kỳ theo chỉ định của hãng thôi. À, đợt vừa rồi thì tôi mới thay dầu trong hãng luôn. Tôi không thay những loại dầu nhập mà đi 10-15 nghìn cây ở bên ngoài nữa. Thì không biết là mình có bị tâm lý xính ngoại không, nhưng mà thực ra đúng là thay dầu hãng cái thì tôi thấy là xe nó không bốc như là cái đợt mà tôi hay đi dầu nhập. Có thể đấy là quan điểm chủ quan thôi, nhưng mà để tôi sẽ trải nghiệm 5.000 cây với dầu của hãng, sau đấy thì tôi lại thay ngược trở lại những cái dầu như kiểu của Sado, của Voltronic, của Hoover chẳng hạn, để xem là nó có khác biệt hay không. Thì cái đấy tôi sẽ trải nghiệm và chia sẻ với anh em sau ở trên group anh em mê xe. Vậy thôi, xe vẫn chưa hỏng, vẫn chưa rụng lốp, đồ nhựa vẫn chưa, chả có gì ọp ẹp, chả có gì bong chóc cả. Đấy là những thứ tôi lắp trên bên xe. Còn nói thêm một chút về ưu nhược điểm của Hyundai Kona sau 2 năm, sau thêm 1 năm vừa rồi, thì tôi cảm nhận được những cái gì. Khi mà Hyundai họ công bố là họ sẽ dừng sản xuất Hyundai Kona ở Việt Nam và cho ra mắt chiếc Creta, và sau khi trải nghiệm chiếc Creta xong thì tôi lại càng thấy yêu chiếc xe này. Kona là xe toàn cầu. Đấy, anh em ở Mỹ đi xe Kona rất nhiều nhá. Tôi để ý hội Kona ở bên Mỹ, anh em bây giờ vẫn mua bản mới liên tục, và vẫn có một cộng đồng người sử dụng rất lớn. Và họ đó là những người mà họ cần một chiếc xe để họ đi một mình, những chị em mà dùng để đi chợ ở bên Mỹ, người ta chọn Kona rất nhiều. Còn Creta là xe dành cho những thị trường đang phát triển. Tất nhiên mình không phải lôi cái đó ra để làm định kiến, nhưng mà nói câu chuyện xe, một chiếc xe được sản xuất cho toàn cầu và một chiếc xe chỉ dành cho những thị trường đang phát triển thôi, thì anh em sẽ thấy được rằng là cái định vị của xe, rồi cái chất xe. Không biết nói cái đó có bị chủ quan hay không, nhưng mà đấy, anh em nghĩ sao về một chiếc xe toàn cầu và một chiếc xe mà dành cho riêng thị trường đang phát triển, thì hãy comment ở phía bên dưới. Còn cái hay của Kona đấy là một chiếc xe gầm cao nhưng nhỏ gọn và động cơ rất khỏe. Hai tùy chọn là 2.0 hút khí tự nhiên và 1.6 turbo. Thì động cơ này khỏe như thế nào thì tôi cũng đã nói rồi. Và bây giờ tôi đi xe mạnh quen rồi, bảo tôi đi xe yếu tôi không chịu được. Nhưng mình quen cái kiểu là bây giờ ra đường ấy, mình muốn vượt xe nào là mình phải vượt, và mình đạp cái là xe nó phải đáp ứng. Bây giờ tôi đang đi xe này nhá, cho tôi đi sang xe mà dùng động cơ 1.5 hút khí tự nhiên chẳng hạn, ví dụ như chiếc Creta chẳng hạn, đi ra đường vượt nó khó chịu kinh khủng luôn. Kiểu xe này mình đạp, mình cần vượt không, mình đạp một cái nó view phát luôn. Xe turbo nó hơi lag đúng không, xe turbo sẽ đi kiểu này đoạn đầu nhá, xong rồi bắt đầu turbo mở nó nhát như này, rất sướng. Còn xe hút khí tự nhiên nhá là sẽ như này đấy. Đợt tôi đi Kona tôi thấy khác biệt rất rõ. Cái đây cái cảm nhận của cái lưng mình nhá, đạp cái động cơ hút khí tự nhiên thì nó sẽ như này, chấm to một tí thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà đạp động cơ turbo là như này, cạn như này. Đấy đấy, thì đi xe khỏe rất sướng. Rồi anh em quan sát ấy, lốp của Kona là bản gì nhỉ, bản bao nhiêu nhỉ, không nhớ chính xác. Lốp của 235, chiều ngang của nó là 235. Và anh em quan sát ở phần đuôi xe ấy, anh em nếu mà anh em nhìn chiếc Kona, anh em nhìn cái đuôi và anh em hơi cúi thấp cái tầm mắt xuống một chút, thì anh em sẽ nhìn thấy cái háng xe rất rộng, khoảng cách hai bánh xe nó phình ra như này, và cái lốp xe rất là to, nhìn nó như là một chiếc Macan của châu Á ấy. Thì tôi cũng sẽ không phân tích kỹ là cái lốp kiểu như vậy và cái háng to thì xe nó được cái gì, nhưng mà nhìn thôi là đã thấy xe vững chãi hơn rồi. Và những anh em đi xe lâu năm, chạy nhiều xe, thì em sẽ cảm nhận được là cái lốp bản to và cái trục cơ sở của hai cái bánh xe nó rộng thì nó tác động như thế nào đến trải nghiệm xe, sử dụng xe của anh em. Nhưng mà thôi, việc thành công chọn khai tử Kona
thực ra cũng chả phải khai tử, họ cũng chưa bao giờ công bố là họ khai tử cả, chỉ là họ dừng sản xuất thôi. Cũng là một cái rất là hợp xu thế thôi, bởi vì bây giờ người ta cần một chiếc xe rộng, thiết kế hài hòa, và Kona không phải là chiếc xe làm được việc đó. Thiết kế thì bị chê xấu nhiều, dị biệt, nhưng mà đấy, chính vì dị biệt nên là nó sẽ phù hợp với những cá tính riêng biệt, người trẻ đi khá là hợp lý, chứ nó không bị nhạt nhòa như là những thiết kế của kiểu Creta chẳng hạn. Đối với tôi thì những chiếc xe mà thiết kế hợp mắt mà lại để đẹp bền bỉ theo thời gian ấy, và vẫn có cá tính ấy, thì thường là những chiếc xe của châu Âu, của Mỹ họ làm được việc đó. Còn xe của châu Á mà thiết kế hài hòa thì thường là sẽ rất nhạt nhòa. Đấy thì đấy là quan điểm của tôi thôi, anh em nghĩ sao thì có thể chia sẻ phần comment. Ở chiếc xe này sóc, chật, hàng hai ngồi, tôi ngồi i10, hôm trước tôi mới đi i10 thì tôi thấy là hàng hai của i10 có khi ngồi còn thoáng hơn mà hàng hai của chiếc Kona này. Thì đấy, bây giờ Creta rộng rãi, thoáng hơn rất nhiều, mọi người ngồi dễ chịu hơn, êm hơn, không bị sóc. Kona sóc bởi vì nhất là lốp cứng, bánh to, lốp cứng nhá. Thứ hai là bởi vì anh em nhìn cái kết cấu của xe là cái vị trí ở hàng ghế thứ hai nó đẩy rất sát vào bánh xe. Thì một cái tư duy logic rất đơn giản thôi, ngồi ở bánh xe là ngay cái chỗ mà nó rung động. Mà cấu hình treo của xe này là cấu hình bình dân thôi, nên là nó sẽ rất sóc và khó chịu. Gần như là tôi đi xe này, nếu mà cần chở đông người tôi toàn tranh lái xe, vì tôi không thích ngồi đằng sau rất khó chịu. Ấy như vậy, trong video ngày hôm nay là một cái vlog có thể hơi rông dài một chút, có thể nói những cái câu chuyện không liên quan, nhưng mà cũng thật hạnh phúc nếu mà anh em đã lắng nghe tôi đến thời điểm này. Đơn giản là tôi cũng muốn tham một chút là chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân với anh em trong về cái hành trình sử dụng xe trong năm vừa qua, và hy vọng năm tới tôi sẽ có điều kiện để có thể trải nghiệm thêm được nhiều chiếc xe mới, có thể là vẫn là đi mượn của hãng, mượn của anh em, mượn của người dùng. Nhưng cũng có thể là sẽ cố gắng để mua một chiếc xe và sử dụng nó dưới góc độ là của một người đi hàng ngày, thì tôi tin là sẽ có nhiều câu chuyện thú vị để chia sẻ với anh em ở trên Mê Xe. Một lần nữa cảm ơn anh em vì năm vừa qua đã ủng hộ chúng tôi trong nội dung ở trên kênh, và hy vọng năm tới anh em sẽ tiếp tục ghé thăm Mê Xe đông vui, thường xuyên, đều đặn hơn, và có những điểm gì cần góp ý cho kênh thì cũng rất mong là anh em sẽ hào phóng để chia sẻ điều đó với chúng tôi, để chúng tôi có thể cải thiện trong năm tiếp theo. Đừng quên bấm nút đăng ký nhé, bởi vì có mỗi cái mục tiêu là năm nay đạt 300.000 subscriber mà tầm này vẫn 290 mấy thì sợ từ giờ đến Tết âm không đạt được thì cũng hơi buồn, nên là mong là anh em cũng ủng hộ cái đó. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.